Chào tất cả anh em nhé. Thì tuần vừa rồi Trung Bonsai và một số anh em Nga Sơn cũng khá là bận rộn trong cuộc hành trình săn lùng những mặt hàng mới. Thì hôm nay Trung Bonsai cũng đã về vườn và chia sẻ với anh em một trong những cây xanh và một số tác phẩm trong vườn đây. Thì đứng trước Trung Bonsai là một trong những cây si gừa hay còn gọi là si Đài Loan. Thì mình cũng vừa cấy xong, vừa mua được cái chậu của em Luân Tư Kỳ. Em cũng đã ưu ái mà đã gửi vào tận nơi. Chậu rất là to, cây thì mình cấy xong cái cây này thì mục đích chia sẻ cho anh em biết nhé. Đấy, cây si gừa. Phải biết là kỳ vừa rồi là anh em mua bán cũng rất là sôi nổi, đặc biệt là anh em Bắc Linh, những vườn cây khá là đỉnh nhá. Anh em chúng tôi cũng đã đăng tải lên rồi. Đặc biệt là anh vườn cây của anh Lộc Phú Quý này, anh Lượng này và rất nhiều anh nữa mà Trung Bonsai đang tiếp tục chia sẻ như anh Thơi. Chắc chắn là sẽ để cho anh em thấy được rõ nét về cái phong cách chơi của mỗi người nhé. Hôm nay Trung Bonsai cũng chia sẻ cho anh em hai tác phẩm mà Trung Bonsai sở hữu được trong vườn đây. Đây là một con xanh Nam Điền hạt. Thân pháp của nó theo dáng trực khoành. Mình hay chơi vào vòng dáng đó. Anh em biết khá là già. Để có một con xanh Nam Điền hạt như này phải tích lũy qua cũng khá khá những đời thợ rồi. Anh em xem. Đây là mặt trước nhé. Quá đẹp. Như anh em cứ nói là vườn mình thì vừa nói vừa khen, nhưng mà anh em cảm nhận thôi. Thực ra là quay phóng sự hay làm gì đó mình cũng luôn luôn có một chút gì đó khen ngợi tác phẩm, thì mục đích làm cho cái video sinh động hơn. Nếu mà anh em cảm nhận được cũng như là thích thú video của Trung Bonsai thì anh em cố gắng vào tham khảo nhé. Cũng có rất nhiều anh em không thích cũng như là thích thì ta cứ có thể là mở máy ra, không thích thì ta có thể link qua. Vì thực ra những thước phim này rất là quý giá. Để có một cái video anh em tôi cũng phải đi cất công đến những nhà vườn. Tiếp tục với cây này, nằm trên đá cũng khá là lâu rồi. Người ta đầu tiên người ta thả nước đấy, về mình cũng đã thu gọn lại rồi. Đây, nói về mặt này thì cây nó hầm hố hơn. Anh em xem lá này, khá đẹp. Những điểm lu kinh khủng luôn. Xanh quê được cái nó lợi thế. Lợi thế về năm tháng cũng như lợi thế về màu da, độ lu của cây. Thì mỗi người chơi một phong cách. Đây là con Nam Điền hạt. Thì hôm nay Trung Bonsai cũng chia sẻ nhé, cho anh em biết. Trung Bonsai sở hữu 3-4-5 tác phẩm trực hoành luôn. Tác phẩm này kỳ trước thì mình cũng đã gửi tới anh em rồi. Để anh biết này, nó khá là méo. Một trong những cây trực hoành mà chắc chắn là kỳ tới này, mình sẽ làm chi dăm cũng như là tay cành nét hơn. Kỳ rồi nó để sổng, chăm sóc để sổng hẳn luôn. Đấy nha anh em nhé, anh em xem lại. Quá kinh khủng luôn. Đẹp. Đây này, những cái huyệt này ngày xưa nó to như thế nào mà bây giờ nó đã vén như này. Đó, những điểm cắt giật chuyển này. Chuyển mấy điểm luôn. Nhiều anh em nói là khi mà mua thì nó là rẻ, vài chục triệu thôi, 20-30 triệu cũng đã có một cây rồi. Nhưng để quá trình tháng này qua tháng khác thì chắc chắn nó phải lên giá trị của nó rất là cao. Mình cũng không ngại nói, nếu mà anh em chú ý xem cây này ở triển lãm Festival Thiên Cảnh Thanh Hóa thì chúng tôi mua cũng số tiền cũng không là lớn, vài chục triệu. Nhưng mà đến bây giờ thì chắc chắn là nó phải khác rất là nhiều rồi. Để bỏ số tiền như thế ra, nói như anh em mà làm cái gì đó ý nghĩa thì nó cũng đã ra khá là nhiều tiền rồi. Nếu bỏ về cây nữa thì anh em biết rồi, giá trị nó lên rất là cao. Tiếp theo là chia sẻ với anh em một trong những cây nó quá là thuần rồi. Lá này, anh em xem lá này. Chất liệu lá. Đây cũng là Nam Điền hạt. Lá cũng ngang với Nam Điền ta luôn. Nhưng mà bộ chân bệ này. Cây này là cây phu thê giao duyên, giao dịch của anh Nam tóc dài, Nga Bạch. Già lắm rồi, cây này thì thực là già ra tận đầu cảnh.
Đi nhiều thì mình cũng phải khoe vườn nhà, nên hôm nay là cố gắng chia sẻ vườn nhà một chút nhé. Đấy, các bác xem, hàng trong nhà mới về này. Cây sung khá là đỉnh luôn, một trong những cây sung siêu quả. Khi vừa rồi thì mình đây này, cho anh em xem này. Cuống quả này, quả rất là đẹp nhá, quả xanh nhá, đẹp này, cuống quả rất là nhiều. Kỳ tới này anh, đây, mình chia sẻ cho anh em, kỳ tới là quả nó khá là ok luôn. Nuôi quả khá là nhiều nhá. Đấy, quá là đầm lùn luôn. Lá này, nay anh em chơi nào. Một trong những cây khá là thụ, cây này mình cũng mua của anh Nam Tóc Dài, có duyên với Nam Tóc Dài Nga Bạch. Nói chung là đẹp. Đó, lá này, vảy ốc, thân thì nu. Cũng qua tay khá nhiều này, người về được chung một sai. Đặc biệt là Nam Tóc Dài đây, mình cũng đã sở hữu được rồi. Chơi cây thì muôn vàn muôn vẻ, ai thích ở người này, ai thích ở gu này. Đó, nhưng mà nhìn chung thì nó phải là đẹp. Đây là số điện thoại của vườn chung bonsai nhé, 0978 396 477. Các bác quan tâm thì các bác Zalo. Đây cũng là một cây trực mua của anh Toàn Hải Anh, rẻ lắm rồi. Kỳ này thì mẫu đơn vườn chung bonsai đang nở rất là rộ, đặc biệt là những cây mẫu đơn nhung cũng như mẫu đơn ta. Đây thì là một cây đơn ta rồi, khá là đẹp nhá anh em biết nhá. Đó, do cái cách chăm sóc thôi, mình chăm sóc tốt thì mình thu lại thành quả tốt. Cây tuy là rất là nhỏ, cây không được to mấy, độ 17-18, nhưng mà bộ tàn này chắc chắn là khá lâu rồi. Đây được trích ra một trong những cây đơn cổ khá là quý mà của vườn anh Tân Phạm trước đó cũng đã bán đi rồi. Cây 6-7 thân anh tách hết ra, chung bonsai cũng mua được một thân này, về được chung bonsai 3 năm rồi. Đúng nhá anh em nhá. Cây này thì còn phải co kéo tay cành đây, vừa cấy xong nên là vừa đưa về, nên là chắc chắn là kỳ tới còn phải tay cành cũng như là một số chi tiết là phải được cắt giật rất là kỹ. Cây nó có khỏe thì mình mới có làm được nhé. Tiếp tục đây là chia sẻ cho anh em thôi, cũng là mới về, nhìn qua hình ảnh thì nó không được đẹp như nhìn bên ngoài. Nhìn bên ngoài nhìn phê lắm, bệ siêu mỏng đó. Nếu mà anh em mua tốt khi triển lãm thì chúng tôi cũng được cơ duyên mua được những cái tác phẩm nó khá là ưng ý. Nhiều khi anh em cứ bảo là tại sao mà mua rẻ vậy, đó là do cái cơ duyên hết, cũng như là độ quyết đoán của mình. Đây, xì này một bãi này. Đỏ, lá đỏ, rẻ. Chung bonsai cũng xin được dừng video đây. Hẹn là tất cả anh em ở những video sau đi. Xin thân ái chào tạm biệt anh em và chúc anh em là mua được nhiều những tác phẩm mới trong cái kỳ tới này. Có nhiều nhà vườn nữa mà anh em chắc chắn là sẽ và đang có thể là trình diễn trong cái dịp Tết năm nay. Sắp Tết rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi là Tết rồi. Anh em nhớ vào xem nhé. Đây, Nam Điền xịn luôn, bao cho anh em Nam Điền xịn luôn cái này. Khá là già rồi, phơi trên nóc nhà mười mấy năm để có một tác phẩm như này. Lòng lợn đây, anh em có bảo lòng lợn này. Lòng lợn như này ai chẳng muốn chơi. Mình chỉ thay sang một cái chậu tầm khoảng độ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi nữa, nhìn nó khác hẳn luôn. Cây đang chăm sóc nhá. Đó, có những cái chậu kìa, anh em kìa, 3 triệu một cái chậu này. Mua về đang còn để dưới đất. Anh em biết là thú chơi cây nào nó mất rất là nhiều tiền.
tác phẩm rùa ấy khá là đẹp. Già lắm rồi nha. Bác nào thích thì alo cho chúng mua size. Có hàng chơi luôn Tết. Thay sang cái chậu VIP nữa thì tuyệt vời. Cái rùa này đẹp luôn. Cuối phim thì cũng chia sẻ lại tác phẩm của anh Độc Phú Quý giao dịch cho Trung Bonsai. Ra là anh rất là yêu ái, cũng như quý Trung Bonsai cũng đã nhượng lại 100 cây. Có rất nhiều những loại si xanh, nhưng mà si thì rất ít cây hoàn thiện. Anh em xem ở kênh Trung Bonsai biết rồi đó. Thì đây là một cái cây nó khá hoàn thiện rồi, thì mình sẽ cố gắng chăm sóc thêm hơn nữa. Đấy nhá, lá đỏ. Hôm rồi lá đỏ lắm, đi về